cái điều thú vị nhất Kỳ Lân thích là thích được đi giao máy, đi giao hàng, đi giao sản phẩm cho khách hàng tận nơi, đi phục vụ tận nơi. Cái đó không phải là mất công, mà đó là điều mà mình có phước và mình có được tổ nghề đãi, được công việc mới được như vậy. Dạ Kỳ Lân nghe. Dạ, em sắp đến rồi, còn khoảng cỡ 10 cây nữa là em đến nhà anh. Dạ rồi, ok anh, em ok. Dạ, chào chào anh. 500m nữa, điểm đến của bạn sẽ nằm ở bên phải. Ok, 500m nữa. Ở bên trái xong bên phải, Google nó tầm 7 rồi. À, chào anh. Ô, bây giờ lần thứ hai đi cảm giác nó đã hơn lần một nữa. Dạ hả? Dạ. Nhưng mà anh cũng đang chờ đợi cái lần hai này nè. Nhìn anh phân biệt là khác nhau chỗ nào? Nặng hơn kia chút nha, cái này là 397, này là 402 gram.